Bác sĩ Minh trực tiếp mổ đẻ cho em cún. Ô Tài mắt nó vẫn mở mà nó ngất ngất rồi. Thành ra nó bị mùi quá. Này thì ra cái bảng phòng này nó không đi lên thì chúng lại thổi lau vẫn tỉnh. Chị tiên lượng là bao nhiêu em bé? Chắc ít nhất là 4 thôi ạ. Béo phết đấy chứ nhỉ. Vâng. Rồi, mỡ. Thầy cũng cứ ăn phết, nhiều người nhìn thấy nó sợ ạ. Rồi, ok. Nhiều mỡ lắm mà. Mỡ trắng này lên. Kiếm luôn. Đây con dừng lấy ở đây luôn này. Không bắt được, không bắt được. Cái đấy nó phải mùa nào theo đi theo cái đấy. Đúng rồi. Kiểu đấy. Dần dần mua đây dần dần tí. Con không mua đâu, chỉ mua mỗi cái không mà. Hả? Bây giờ con mua mỗi cái chổi không xong xong nào đấy lại mua. Ăn một nhịp. Ủa bạn này bị chết mất rồi. Mẹ cho để lâu quá. Bạn này chắc bị bạn này thì không được rồi. Nè. Dạ. Bạn này bị chết rồi. Cứng này. Dạ. À, cho bạn. Có chắc. Con thì sống. Có con thì con thì con mẹ cho ông nhìn thấy tim ấy. Dạ. Thế ông đi mà sống. Con này có năng sống. Chẳng. Thế vậy đi. Tôi sẽ làm xong trong kia xem thế nào mà. Chắc là biết đau không? Đau khỏe. Ừ. Đấy, không mang lên để lâu chắc cũng phải hết. Đây là đến mẹ đấy. Còn còn con góc bên này thì sao? Đấy, kêu kêu thế. Sao dép, 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 dép kìa. Dép chứ nhỉ? Đấy, kêu thế nào? Hay là dép kêu? Dép kêu không, con này cứng rồi. Vậy nó cứ tập tâm nó sống rồi, nó ngoại này.
Đấy, nếu mà để lâu là hỏng hết nha. Vâng. Như thế mang từ hôm qua này. Lên cái bay đi. Lo mũi. Nhà này nó được không? Không biết, nó này nó chưa rõ ràng đây ạ. Đây. Đây. Cứ đậm rồi. Cứ đậm rồi. Mày thế, chẳng tí nữa chắc là đi cả đàn. Tú ơi, ra đây ở yên phụ này. Buồn này. Con lưu rồi. Đấy, cái đường sinh sản nó chắc từ đợt. Vâng. Em này hơi kém hơn một tí. Còn sống còn chết. Nó bị ấy một lần rồi mà. Bị sa dạ một lần. Truyền thuốc rồi. Đây, tính chị ấn chị hai bên này. Đấy, chị lấy con trong này ra. Thế mà bọn trẻ con này em có lần nó đứng nó xem mổ đấy. À. Các bạn anh có thể đường. Ui, đẹp quá. Trắng đẹp quá nhỉ. Hết chưa nhỉ? Gì hết
thôi, chia sản cho nó luôn nhỉ. Thế, thôi thì để nó khỏe lắm, nó như con lắm mà. Thế. Mai kia như con xong. À, chứ hôm nay. Nó mạnh khỏe chứ bây giờ như này thôi, chia sản. Nó ấy quá. À. Thôi, con không nuôi được, nó khó, nó không có sữa. Thì nghĩ tiện mẹ. Cái gì ở trong rồi? Nhau thai đấy nó đang bán thành để cô nhìn đâu. Không nuôi được. Nó còn xa. Con này nó không bình thường như nó sát như thế. Nó khác là lôi dễ lắm. À. Thôi, xong đứa này là chia sản, không cho đẻ nữa. Vâng. Thế cứ để nó nuôi con xong, vậy. Nuôi 3 tháng nữa nó cũng không cho lại lặng. Vâng. Chị không thương quá nhỉ. Đẻ không đẻ được. Dạ không đẻ được, cổ. Nó cũng già rồi bạn. Vâng. Nó vất vả. Vâng. Đấy cứ... Nếu mày cứ mà đẻ cố đến mai chắc chết hết. Ừ, tối đấy chị nhiều bông rồi. Xong rồi còn mẹ. Vâng. Con hỏi có mẹ. Vâng. Con lấy được thấy nó nằm 2-3 ngày nay nó cứ dặn đẻ ra mà không thấy nó đẻ. Em này cũng béo cơ nhỉ. Vâng. Anh nhà thì nó hỏng hết hai em đấy nhỉ? Vâng, em thì bé lắm rồi ạ. Em thì chỉ còn nó lúc chỉ còn 1 tháng tuổi thôi. Còn nó không phát triển nữa. Chứng tỏ nó chết lưu trong đấy cũng đâu nhỉ? Vâng. Lưu hai đấy. May không ảnh hưởng các con này. Đấy như sinh lên 1. Không biết
Này sao sắp phải gửi đây? Chắc chứ, không phải là được về luôn mà. Về luôn. Thế thì cáo là về mà. Đây là không gì, không bé không? Cho nó ấy ngay mà. Nhưng sợ là bé. Không, cho con là sợ tí nó ngó vậy nó kêu cả mấy đêm giờ thế ạ. À thế ạ. Bố mẹ luôn. Này là thấy đó. Bắt đầu đau ấy, tỉnh dần rồi nhỉ. Sắp xong rồi, sắp xong rồi. Kêu ấy. Tí kêu lắm, tí kêu lắm, nó nhanh thay đổi đấy. Đấy là mình moi ra, mình chắc lên chạy một tí này. Căng thì không. Ít nữa cũng phải mổ lại nhỉ. Không thể, à ít nữa phải mổ lại, nếu mà cắt tử cung đi rồi. Nhưng sao mà nghĩ cái tử cung nó chỉ bé thế này đóc này, nó không có đường như này đâu. Cái này, cái chỉ này không phải mổ lại, chỉ này chỉ đi rồi. Dạ. Vâng ạ, mẹ ơi. Anh ơi, mẹ em lấy cho anh cho em nhé, anh đang mổ con chó. Ồ, em vẫn lấy rồi. Dạ. Em đang túi đóng rồi. Anh đang mua gì ạ? Con tưởng con nhập đợt vừa rồi, con nhập đến tận mấy chục cân rồi mà nhỉ? Hay là để ở ngoài nhà kho? Mẹ ơi, ở nhà nhà kho ngoài rồi. Ừ. Tí nữa ra tìm. Chú vừa lấy con đặt rồi mà, nhà tiếng nhà tiếng đặt thú về là tiếng mua cái mới rồi, còn còn mua mới sao thì sao? Thầy là tụi ta sẽ không nhớ đợt đấy em thấy nhiều nhiều. Em xin cho chị đến đây. Ông này không biết hết nhau không, chắc em chẳng còn nữa nào. Thì không ai hết. Chấm hồng ấy mẹ ơi. Đây. Đúng không? À, mẹ 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 con cùng ăn được.
Hay là mèo mẹ mày đọc khi xem nào, nếu mà khi như cái đấy dạy cho mèo mẹ mèo bầu ấy sao ấy? Cái đấy dạy cho mèo bầu ấy sao ấy? Nói nhỏ đấy hình như là mèo con, à mèo bầu. Mèo bầu ấy. Thì mèo khác đi gọi Hồng đi mẹ ơi. Con tưởng con nhập cả một bịch tận hai mấy cân này. Mẹ ơi sắp lại ngủ rồi à mẹ ơi. Con không nên tắt đèn thỏi nhỉ? Em đang nghỉ chiều. Sáu. Hôm nay là bình thường là đi học đấy. Hôm nay là bọn các cháu là thi 20 tháng 10 hát hò gì đó. Nên là chỉ con này nghỉ. Đi đâu bố mẹ luôn. Nhanh khỏe lắm mẹ ạ. Mẹ ơi, mẹ xem một con ra ngoài nhà kho xem còn không. Nhà kho ngoài thôi. Nhanh chết nhỉ, nổ nửa tiếng rồi sao? Vâng. Chồng cũng to thế, tưởng tầm 6-7 con như là chưa. Ngày xưa đẻ nhiều hả thầy? Xưa đẻ nhiều lắm. Không nhấn nặng về tầm 5 con ở đây. 5 đẻ con ở lên. Không, mỗi ngày cho một chuyến xe lên đây cả. Vâng, cũng được ạ. Năm hôm. Năm ngày thôi. Dạ. Hãy đơn giản. Mình tự tiêm nữa. Được. Nó ngoan thì một người giữ một người tiêm thôi ạ. Chuẩn bị sẵn thuốc rồi. Bí mật nóng.
Đâu kêu to đấy. Thank you.
bắt đầu lồm ngồm rồi, lôi ở kéo, lôi ở kéo đi. Đợi mẹ tí. Sắp xong rồi. Thank you.
4 hoặc 1 ạ. Gần xong rồi. Vâng.
phần này đủ rồi. Chắc nghe con nó gọi nó xót ruột.